Hiện nay, bộ công cụ giúp cho bạn soạn thảo nội dung để đưa lên trang web của Joomla thì nó rất là Do đó, bạn cần phải download bộ công cụ có đầy đủ các công cụ hỗ trợ cho các bạn. Ở đây, khi bạn vào Article New thì bạn thấy rằng là cái bộ công cụ nó rất là đơn giản, chỉ có vài công cụ, thành ra khó mà giúp cho các bạn định dạng lại văn bản theo như ý muốn của các bạn. Bạn cần phải tải bộ công cụ về để giúp bạn trong cái trình soạn thảo này. Thì trước đó Út Bỉnh có viết bài số 65. Bộ công cụ là YG Pro 3 Editor. Đây là một bộ công cụ soạn thảo đầy đủ. Bộ công cụ soạn thảo mặc định trong Joomla là Tiny MCE 2.0, hỗ trợ cho việc xuất bản bài viết lên web, nhưng nó không hỗ trợ media như flash video. Do đó, muốn chạy media này thì bạn phải cài thêm extension cho nó. Tuy nhiên, với bộ công cụ YG Pro 3 Editor đã tích hợp sẵn hỗ trợ media cho Joomla. Đây là công cụ có phí, bạn phải bỏ tiền ra để mua nó. Nhưng bây giờ bạn không cần phải mua mà có thể tải ngay tại đây. Sau khi tải về xong và giải nén, bạn vào quản lý plugin, bạn tắt disable của ba plugin là Editor, YSize Pro 3, Extend Step 1, nhưng không được xóa nó. Sau đó vào quản lý cấu hình chung Global Configuration, chọn công cụ soạn thảo mặc định là YSize Pro 3. Bây giờ chúng ta tiến hành từng bước. Thứ nhất, download cái công cụ về. Nó có hai link, chúng ta thử nhấp một link để bắt đầu download về bằng cái hot media file. Chúng ta nhấp lên link này và chúng ta chỉ định nơi lưu là desktop, nhấp save và nhấp start download. Nó đã download xong. Là desktop, bạn đã thấy một cái file nén nằm tại desktop. Bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn thứ hai là đăng nhập vào trang quản trị. Chúng ta đã đăng nhập vào trang quản trị. Chúng ta vào extension Enter Uninstall, nhấp nút Round đến plugin 1. Chúng ta phải giải nén nó. Nó cho chúng ta plugin 1, plugin 2, plugin 3, plugin 4 và component. Bây giờ chúng ta hẳn cancel cái này. Trước hết chúng ta vào extension và nhấp vào install uninstall. Rồi làm gì nữa? Đến plugin 1, nhấp plugin. Chúng ta nhấp nhúc Browse đến Loading 1. Nhấp Open. Kế đó chúng ta nhấp
Upload file. Nó thông báo cho chúng ta rằng là install plugin success, là chúng ta đã cài đặt plugin hoàn tất. Chúng ta tiếp tục thực hiện các plugin 2, plugin 3 và plugin 4 và component. Plugin 2. Nó thông báo cho chúng ta rằng là nó đã hoàn tất và chúng ta tiếp tục nhấp plugin 3, nhấp upload file. Chúng ta tiếp tục nhấp cái plugin 4 và nhấp nút upload file. Chúng ta đang upload plugin 4 và nó thông báo rằng là đã hoàn tất upload plugin 4. Bây giờ chúng ta nhấp tiếp tục Finance Component. Như vậy là bạn đã hoàn tất 4 plugin, upload hoàn tất 4 plugin và 1 component. Bây giờ bạn vào cái menu site, bạn nhấp lên Global Configuration. Bạn vào trong cái default Wireshark YG Editor, bạn chọn Editor Wireshark YG Pro 3. Trong cái default YCYG Editor, bạn chọn Editor YCYG Pro 3. Sau đó bạn nhấp nút Save. Bây giờ bạn làm gì nữa? Ra trang tiếp theo thông báo rằng là Global Configuration Detail have been updated. Cấu hình chi tiết toàn cầu đã được cập nhật. Nó ra trang tiếp theo là The Global Configuration Detail have been updated. Cấu hình toàn cầu chi tiết đã được cập nhật. Bây giờ bạn làm gì tiếp theo nữa? Bây giờ bạn vào Extension Plugin Manager, đánh dấu chọn ba cái Step 1, Step 2, Step 3. Nhấp nút Disable nhưng không được xóa nó. Bây giờ bạn vào Plugin Manager. Bạn nhấp lên nó. Plugin Manager. Bạn vào Extension, bạn vào Plugin Manager,
bạn đánh dấu chọn Editor Wayside Way Pro 3, Install Step 1, Step 2 và Step 3 và nhấp nút Disable. Tôi xin nhắc lại, bạn vào menu Extension, Plugin Manager và bạn đánh dấu chọn vào ba cái editor này, Step 1, Step 2, Step 3 và đánh dấu và nhấp vào nút Disable. Bây giờ bạn vào Tab Size Control Panel, nhấp nút Add Article. Bây giờ vào cái Tab Size, nhấp nút Control Panel, nhấp nút New Article. Thì bạn đã thấy rằng là bộ công cụ trình soạn thảo của bạn nó được bổ sung thêm một số công cụ nữa để giúp bạn thực hiện các cái trình soạn thảo văn bản và media. Tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách plugin, cách download một cái plugin về để cài đặt bộ công cụ soạn thảo Wayside Way Pro 3 Editor. Bạn đi với từng bước. Trước hết là bạn download về cái plugin này. Sau đó bạn cài đặt từng plugin 1, plugin 2, plugin 3 và component. Sau khi cài đặt xong rồi thì bạn đi vào cái Global Configuration và bạn trong cái hàng Default Wayside YG Pro Editor, bạn chọn Editor Wayside Y Pro 3. Sau đó bạn vào cái Size, vào Control Panel và nhấp Add New Article. Và bạn vào Extension, Plugin Manager, bạn đánh dấu chọn vào ba cái step 1, step 2, step 3 và nhấp nút Disable. Sau đó bạn trở ra cái tab Size Control Panel, nhấp Add New Article thì bạn đã thấy bộ công trình công cụ soạn thảo mà bạn vừa cài đặt vào. Chúc các bạn thành công.